Rồi là bài nha, là bài nha. Hôm nay mình sẽ ôn. Ôn uh, gần như là hết tất cả những thứ gì mà mình đã từng học từ trước giờ. Nào, rồi tập xác định nào bay. Bài 1 tập xác định. <laughs> bài nha, là bài nha. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, chích rồi, học trò tôi chích rồi. Tao mong tao mong đến cái ngày mà đi học off quá. Ừ, tao mong đến ngày đi học off quá. Hai tháng nữa. Hai tháng nữa tháng 11, tháng 12, hai tháng nữa chẳng biết hai tháng tới nó sẽ có những thứ gì à, đâu y xác định <laughs> đi tìm tập xác định của hàm số y bằng trừ 3x cộng 2 chia cho 2x bình trừ 3x cộng 1 a à, xác định thôi chơi bài chơi bài đường các bạn nào rồi đâu Trương Hồng Thanh sao Trương Hồng Thanh là tên nam được trời phải là nữ chứ ta Ủa nam thiệt luôn đó hả Ôi lại mẹ thôi ơi Thật á Hay nhỉ Thiệt á Rồi ok Vậy thì hồi nãy nếu như mà có gì xúc phạm xin lỗi nha Hay nhỉ Thanh Thanh là Thanh Thanh là đúng đúng là là tên vừa nam vừa nữ ấy nhưng mà nhưng mà tại vì chữ Hồng <laughs> tại vì chữ Hồng tao lại tao lại <laughs> <cười> ok ok <cười> khổ thiệt <thích. cười> rồi rồi ok ok rồi 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 là mai này là mai này đây mấy đứa lại mưa rồi giờ hội mưa mưa thế này tối nay mà mưa thì à, ai mà nằm chết thì à, sướng rồi sướng rồi chích mà đi nằm ngủ à, à, đắp lại đắp, đắp 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 chanh vô ấy Bảo ấm luôn nào này thằng này chắc tao luyên thuyên luyên thuyên nãy giờ chắc bay đã làm xong rồi nhỉ? nha nha à, thằng này xác định thì mình coi có cái mẫu mình chỉ cần cái mẫu khác không là đủ rồi ok em nhá rất đơn giản cái mẫu khác không là đủ rồi mẫu khác không đấy đi dạy thôi thằng này nếu như mà ai nhạy ấy thì mình sẽ thấy là có hai nghiệm nghiệm đầu tiên là bằng một nghiệm thứ hai là bằng 1 phần 2 tại vì cái cái phương trình này á nó theo cái dạng của đặc biệt theo dạng đặc biệt của phương trình bậc 2 a cộng b cộng c bằng 0 mới thấy không nhỉ đúng không Nào, hai nè 2 nè 3 cộng 1 đúng không 2 3 cộng 1 bằng 0 thì nó sẽ có hai nghiệm 1 với lại 1 phần 2 c chia a c chia ấy còn ai không thích cái bấm máy nhá bấm máy vô tư nhá x khác một à, chú Huân vào chắc loay hoay nãy giờ tìm rồi x khác 1 với là x khác à, 1 phần 2 rồi hay quá hay quá tuyệt vời à, rất hay đó mấy đứa mấy đứa lên mấy đứa lên học là ngon lành đó mấy giờ không phải giỡn đâu đi chích về lên học là ngon lành hôm đấy à, à, có nhiều có nhiều đứa là chích về là bắt đầu mà mẹ ơi thậm chí là chưa chích luôn thậm chí là chưa chết nha chưa chết luôn xong rồi tao 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 mới tao mới up cái tin nó lên cái trên cái phần chat của discord bắt đầu bắt đầu nó vô nó xin thầy ơi bữa chết cho con nghỉ nha <laughs> chưa chết luôn nha lại hồn sao mà tao tao hỏi ủa gì nghỉ trời có vấn đề gì đâu nghỉ xong bảo không thầy chết mệt lắm thầy chết xong là nằm luôn thầy <laughs> thua luôn à, cho nên tao nói tôi nói thật đứa nào hôm nay lên học rất ngon ngon lành ngon như cơm mẹ nấu vậy à, rồi nào tới đây tới đây dễ rồi cái luận vô tập xác định tập xác định d bằng r bỏ đi hai con một với một phần hai ok thế rồi đơn giản Đúng không bán cái đồ yếu mà không bán cái đồ yếu mà làm sao làm khó mấy đứa được ấy rồi có ba. Có ba dễ luôn, cô dễ luôn. Thằng này xác định khi mà cái biểu thức trong căn 2x 3 này lớn hơn 0. Không bằng 0 nha. Không bằng 0 nha, tại vì nó nằm dưới mẫu mà. Cái 2x 3 là bằng 0, cái mẫu là bằng 0 bố rồi. Đó, đúng không? Ý, xác định. Tương đương. 2x 3 lớn hơn 0, đơn giản đó rồi từ đó đi phán phán x lớn hơn 3 phần 2 chuyển trừ 3 sang chia 2 sang 3 phần 2 ok vậy đi kết luận vô tập xác định tập xác định d là bằng x lớn hơn 3 phần 2 nghĩa là chạy từ 3 phần 2 này cho đến cộng vô cùng ok cho đến cộng vô cùng được chưa ấy, à, cậu vô cùng ngoặc tròn, còn 3 phần hai trên đây chỗ này không có dấu bằng thì là ngoặc tròn luôn. OK ra, yeah. Đấy. Đơn giản thôi đó. nào, nào một phút sửa bài một phút sửa bài, một phút à quên rồi à, thôi, ai sửa bài sửa, nói rồi. ấy qua cô, cô B. một phút, rồi xong chưa? Thời gian nhanh như là chó chạy ngoài đồng vậy. Chưa gì đã hết 4 một phút rồi Tiếp nha Tiếp nha các cậu nha Bài 2 ha. Ôn tập mà Ôn tập mà đi làm những bài rất là quen thuộc thôi Đây bài 2 Parabol Y bằng AX bình cộng B cộng C AX 0 Xác định P, biết P có đỉnh Y là 1, 2, 3, 2. 1 phần 2, 3 phần 2. Và Paragon P đi qua điểm A, 0, 1. Đấy, à, bao dễ, bao dễ. À, như đã nói, khi mà mình có đỉnh Y như vậy, À, đủ luôn hoàn độ này tung độ này đủ luôn thì mình sẽ làm hai chuyện chuyện đầu tiên là đi dùng công thức hoàn độ của đỉnh y à, công thức hoàn độ đỉnh y Ta có công thức hoàn độ là cái gì? Trừ B, chia 2A. Đây là hoàn độ của định Y. Rồi nhá thì cái hoàn độ nó cho bằng 1 phần 2, rồi cho nó bằng 1 phần 2. Sao? Một cái. Rồi ra đi rút gọn cái này lại một tí nha. Mấy đứa đi nhân chéo lên. Nhân chéo bằng nhân chéo á. B nè, B nhân 2. Rồi 2A này nhân lên đây, đúng không? Đấy, ok chưa? thì nó sẽ bằng trừ 2B bằng à, trừ 2B bằng gì ta bằng 2A Ok rồi chuyển vế sang rồi triệt à, chuyển vế sang là được rồi chuyển vế sang mình sẽ có là 2A cộng cho 2B bằng 0 ấy còn ai muốn triệt số 2 cũng được này cái số 2 giống nhau nè triệt luôn đúng không số 2 giống nhau triệt luôn còn ai cộng B thôi đấy nhìn cho nó sướng không? rồi đây là chuyện đầu tiên mình sẽ làm chuyện thứ hai là cái gì? Đi thế tọa độ của đỉnh y vào parabol. chưa? Nhớ chưa? À đù mà, hoành độ tung độ mà, mắc chi không thế nhỉ? 3/2 này thế vào y, 1/2 này thế vào x. À một chỗ này, hai chỗ này. Ok chưa? Quốc thôi. Y. Y này. Y 1/2 3/2 thuộc parabol cho nên suy ra à, từ bên trái sang mình sẽ có 3 phần 2 y đó bằng với cái này là x bình rồi mấy ơi x bình nha x bình cho nên bình phương này lên là 1 phần 4 1 phần 4 a cộng cho 1 phần 2 b cộng c ok mới đó dễ mà đúng không dễ à Hai chuyện rồi đó, xong rồi nhá. À, cứ thấy cứ nhớ thôi, định là mình sẽ đi làm hai chuyện đó. Rồi bây giờ cái con A này nó lại thuộc P luôn nè. không? P đi qua A thì mình sẽ thế tọa độ điểm A vào đây. Đấy nó dễ cả. Đúng không? Dễ cả. Điểm A. Không. Một thuộc P. Thế đi thế nào? Mình sẽ có số 0 á là hoành độ thế vào x số một là tung độ theo vào y từ bên trái sang mình sẽ có một bằng c hợp lý chưa mọi chuyện nó hợp lý chưa à, thì à, ít x bằng không mà đúng không bỏ mấy này đi nhớ chứ mình ghi a nhân không rồi b nhân không làm chí rồi kết hợp lại đây đây và đây là mình sẽ có một cái hệ bất phương à, hệ phương trình ba ta có hệ à, phán cái hệ ra là ngon Hmm. Đó. Thứ nhất A cộng B bằng 0 một cái Thứ hai là 1 phần 4 A cộng với 1 phần 2 B cộng với C bằng 3 phần 2 Thứ ba C bằng 1 Ok Bấm máy hoi Nào máy ra ABC nhá. cái Casio ra. Bấm vài con cơ bản nào. Bấm hệ uh, phương trình bậc 3, nếu như mấy đứa đi uh, bấm máy uh, 5 à uh, máy uh, 570 á thì là mod 5 mod 51 mod 52 gì đó hình như mod 52 sao nó chẳng nhớ thật sự. Không nhớ. Đấy nó ra cái này nè không oh, x cộng không y cộng không z bằng với D bên đây Đấy 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 rồi quốc nào à, uh, thằng nào không có thì xem như hệ số không ai ai đây nè một, ai không, không đúng rồi đó 1 ai nhập hệ số vô không, không, ai 1 một ai ai 3 chia 2 Rồi thằng cuối cùng AB không có xem như hệ số bằng 0 1 đây 1 đây ok Kết A bằng trừ 2 B bằng 2 C bằng 1 trừ 2 2 1 Ok. 570. Chờ xíu, chờ xíu lôi máy ra. Cái máy của mình đâu? ES hả? Ở đây có 570 VN Plus à. Ai biết 570 ES như thế nào trời. <laughs> Ủa, mod 5. Bấm mod 5 EQN à, ở cái chỗ EQN á. Mod. Rồi EQN. Nó có ra cái dòng à... AX cộng BI cộng CZ bằng D không? Nó có cái dòng đó không? AX A, AX cộng BI cộng CZ bằng D nó có cái dòng này không nha Dòng đó là à, hệ à, phương trình ba ẩn đó. Đúng không? Đó, vô dòng đó. Mời quất Thấy chưa? Thấy chưa, chị? À, tuyệt vời đấy bấm vậy đó không gặp hệ số vô nè hệ số nè đây hệ số nè thấy không từ bên trái sang 110 một 1, vân bla bla được chưa được chưa à, a bằng trừ hai b bằng hai c bằng một từ đó mình sẽ thế ngược lên cái con parabol này được nhá Thế ngược lên parabol à vậy vậy do cái luận do vậy parabol t y bằng trừ hai x bình cộng 2x cộng 1 đấy thế rồi xong sướng chưa à, bấm cho được mấy đứa ơi tự bấm nha à rồi hôm nay nè bây ơi à, tại vì à, hôm nay là thứ sáu hả tại vì hôm à, hôm qua hôm kia gì đó tao chẳng nhớ hôm qua hôm kia gì đấy à, là có dạy con bé cấp 2 ấy à, trời ơi bữa đó độ bể quá bữa đó tụi lum la này à, khi mà học online mới đó à, khi mà mình học online tại vì sao mình sẽ phải ngồi học online với nhau ít nhất là một tháng nữa hợp lý không à, hết tháng 11 rồi tính gì tính đúng không một tháng nỗ lực mới được mà mà mình đã học với nhau là cũng phải um, từ tháng uh, tháng 8 rồi đúng không từ tháng 8 rồi cuối tháng 8 đầu tháng 8 thì tao chẳng nhớ nghĩa là mình học hai tháng trời rồi mới đứa đúng không à, làm ơn mấy đứa làm ơn học online thì mình cũng ngồi đó đúng không mình cũng ngồi đó mình bỏ công mình bỏ sức ra mình ngồi mình coi đúng không đúng không mặc dù là ông thầy cũng không có khó khăn gì nhưng mà à, thôi mình cũng tốn sức của mình mà bây thấy không bây thấy tao nói đúng không mình cũng tốn sức của mình mà mình cũng tốn thời gian của mình mà đúng không hợp lý à cho nên học hành nghiêm túc dùm được chưa à, ít nhất nghiêm túc là sao ít nhất ít nhất mấy đứa cần có một quyền vợ đã quyền vợ đang trước mặt nha à, và ít nhất mấy đứa cần phải tự làm vô hoặc hoặc là nếu như bay bí cái bài đó bay chưa làm được bài đó thì nhớ sửa bài vô dùm nhớ nha Mặc dù á, là có quay lại à, cái cái bài giảng cho mấy đứa nhưng nhưng mấy đứa cần phải có cái thao tác là sửa bài xuống tại vì sao khi mà mình sửa bài xuống á thì á thì hồi nãy là ông thầy ổng vừa ghi ở trên màn hình là mình nhìn lên màn hình nó vô cái kênh mắt nó vô cái đường mắt bây hiểu không rồi ông thầy ổng không có ổng 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 không phải là à, à, người người câm hiểu không ổng là ổng ổng vừa ổng vừa ghi ở trên màn hình ổng vừa nói đó, để mà nó vô cái đường tay của mấy đứa nữa Thật chưa cho nên mấy đứa cần phải hợp cần phải hợp tác được không hợp tác bằng cách ghi xuống ghi xuống để nó vào thêm cái đường tay của mấy đứa nữa đúng không vào ba đường nó mới thấm được chứ bay chỉ ngồi nhìn à, chỉ ngồi nhìn thôi không thấm nội đâu và nếu như không thấm thì rất 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 phí thời gian và công sức mình bỏ ra từ trước đến giờ hiểu không nhá hiểu, hiểu nói gì đó mà trời ơi, bay, bay 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 lớp bay cấp 3 rồi đúng không ôi rồi, ơi có người yêu hết rồi nhà đúng không trời ơi Uh, cho nên là uh, uh, nó ít hiểu nhiều chứ nhỉ à, nhớ nha nhớ nha cần nhớ là lần nữa cần mình cần nếu như nếu như giả dạ sử như mà uh, ta có nói chúng hôm nay mà ta có nói chúng tim đen của ai đó đấy à, từ trước đến giờ chỉ ngồi đó mà nhìn thôi á à, thì sửa dùm sửa dùm nhá sửa lên nhá sửa lên nhá à, đi uh, lấy một quyển vợ ra một cây bút ra và thêm một cái máy tính nữa để mà mình bấm máy đúng không mình biết cái bấm máy chứ ơi chứ trời ơi mình không biết bấm máy rồi mai mốt mình học off rồi người ta bảo bấm máy tới cái bài bấm máy mình không bấm máy được có vậy mình toan không nhà dạ. tự làm vào bài nào bí thầy ngồi đó à, suy nghĩ suy nghĩ không được thì ông thầy ông sửa cho rồi cho ông thầy ông sửa cho rồi thầy sửa vào sửa vào để mà mình có cái mình xem lại được không bay À, thực ra là mình có cái bài dạng video và bài dạng rồi nhưng mà để có cái mà mình mình thấm á phải không cái quan trọng nhất là đã có cái mình thấm vào người mình á chứ bay chị ngồi nó nhìn thôi á khó lắm khó vào lắm thật á đúng không có đâu đứa nào mà nó đi tập tạ mà nó chỉ ra phòng tập xong rồi nó ngồi nhìn thằng bạn mình nó tập đâu đúng không nó phải lăn tay lên lại hồ nó phải sánh áo lên, nó tập thì nó mới vô được hợp lý chưa à, của yếu dưỡng phải tự làm mới đó nhớ nhá cái gì mà tự làm đó à, đừng trông nhờ người khác ừ, đừng trông vào người khác mình đâu phải mấy đứa con nít đâu nha à, đúng không rồi tiếp nha à rồi cũng như vậy luôn vì như vậy vì cần sửa bài vô cho nên chỗ nào mấy đứa chưa sửa xong thì bay nói để mà tao dừng lại cho bay sửa nha à, ok không? có video có video bà giảng nha nhưng mà tao không lướt qua nha Ừ đấy không lướt qua nha rõ ràng nha thầy tớ tớ sẽ dừng lại cho các cậu sửa nhá ok chưa rồi chắc là tao nói liên thuyền nãy giờ chắc sửa xong rồi nha <laughs> ấy bài ba bài ba bài ba giờ xong mình cho ít bài thế có năm sáu bài à có sáu bài à ờ à, thôi không sao làm vài bài xong rồi bắt đầu đi nghỉ ngơi ok à, bài ba nào bài ba nào mày đó nào cho cho điểm A tọa độ 33 điểm B tọa độ trừ 1 trừ 5 điểm C 6 trừ 6 tìm tâm y của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC à, bài này làm rồi này mình ôn lại tí nhá à, y là tâm ngoại tiếp của tam giác ABC thì nó sẽ xảy ra cái điều này cái con y á nó sẽ cắt đều 3 điểm ABC hay nó khác đi YA ib với là ic bằng nhau tốt được chưa? đã chưa? ba à, đường nó sẽ bằng nhau, ba đoạn nó bằng nhau. À, hay là à, ừ, không, không sao. Đâu. rồi khi mà ghi như vậy đó khi mà ghi như vậy thì cái này nè, ia nè là module của vector ia. ok chưa? ghi như vậy nghĩa là đây là module vector ia. tương tự, ghi như vậy nghĩa là đây là module của vector ib ghi như vậy nghĩa là mô đun của vector IC à, nói như vậy nghĩa là đi tìm ba vector đó đơn giản hết rồi nào tìm ba vector nào cho xin cái vector nào anh ơi vector đâu anh ơi đây vector này đấy work. đi tìm ba vector IA IB và IC IA IA hay là AI cũng được hết mà đứa à, lát nữa mình cũng bình phương à IA sẽ lấy sau trừ trước À, lấy sau trừ trước nha các cô các cậu à, lấy điểm a tọa độ điểm a trừ tọa độ điểm y điểm y là x y nha điểm y là x y nha bây giờ đâu rồi với a tọa độ x y. được chưa lấy sau trừ trước lấy hoàn trừ hoàn tung trừ tung đơn giản lắm vậy là 3 trừ x này Lấy ra với lại um, 3 y. Đấy. Ok. Test vector IB bằng lấy sau trừ trước luôn, lấy B y, nghĩa là chữ -1 x. Với lại um, chữ -5 y. Ok. Tương tự vector IC bằng Lấy sau chiều trước Điểm xe điểm ở sau cả thấy không Trừ Y Lấy 6 Trừ X Với lại trừ 6 Trừ Y Được chưa Y trừ, à, sau chiều trước đó Xong rồi đi tìm module của các vector này Đúng không suy ra luôn sợ cái gì nữa Ý Cho tao bậy bạ rồi Ờ ừ. What? À đây 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 khổ nhỉ rồi à, module vector ia bằng hoàn bình cộng tung bình căn ra bây giờ khi mà à, tới khoảng à, 3 tuần nữa đó bay thì ba à, cái ba cái ba cái công thức là cần nhớ nha bây ơi nha à, trời ơi ba tuần nữa là hết là gần hết tháng 11 gần hết tháng 11 nghĩa là bay sắp thi học kỳ bố rồi à, nhớ nha nhớ nha lại hồn ba tuần nữa mấy công thức nhớ lại nha lấy hoàn bình hoàn nó bình phương lên cộng cho tung bình tung đâu ba chữ y tất cả bình đấy, đấy. đó là module vector y ha. tương tự dưới đây y chang mô vector y b bằng căn căn của hoàn bình cộng tung bình căn ra trừ 1 trừ x tất cả bình cộng tung bình trừ 5 trừ y bình phương. Được chưa? Hoàn bình cộng tung bình căn ra đó. Tương tự dưới đây, module vector uí ic as. Y, C bằng căn hoàn bình cộng tung bình căn ra. Ờ à, trời ơi, nãy giờ tao nói cũng phải 10 lần rồi. 6 trừ x tất cả bình cộng cho trừ 6 trừ y tất cả bình đúng nhỉ rồi có một cái mẹo như vậy nè mấy đứa ơi có một cái mẹo như vậy nè mình ghi ở trên đây là ia bằng ib đúng không thì mình sẽ cho cái căn này nè bằng căn này hợp lý không nhưng mà thôi hai bên có căn mà bình phương hai bên lên mất căn đi ghi căn làm gì nữa nhớ nhá à, làm trò đó nhá à, làm trò đó nào vậy là mình sẽ có ta có mình sẽ có cái hệ mà đó mình sẽ có cái hệ, hệ hai phương trình né tại vì ia bằng ib một cái nào thêm cái nữa ib bằng ic hai cái được chưa? hai cái là được rồi à, là đủ lắm rồi ok Bỏ canh luôn Nè Cái này có canh Cái này có canh Cái này cũng có canh luôn Bình phương hay vế thì bỏ canh đi Đúng không à, Bỏ canh luôn Chứ mắc chi 3 chữ x này Tất cả bình này Úi Đem cộng cho 3 chữ y tất cả bình Bằng Dưới ib Bỏ canh luôn Trừ 1 chữ x Tất cả bình Cộng cho Chữ 5 chữ y Tất cả bình Ok Được chưa? Rồi tiếp tục IB bằng IC Này Đống này Bằng với đống này Bỏ căn luôn Ok Đâu Trừ 1 Trừ x tất cả bình à, Tự làm bài cho mấy đứa ơi à, Ai đang làm bài ai, ai, đang làm bài thì tự làm bài vô là hay nhất Bằng với Cục bên đây 6 trừ x tất cả bình cộng cho trừ 6 trừ y tất cả bình Đấy, khai hết toàn bộ ra này đẩy hết toàn bộ ra ngoài luôn không có chừa gió không chừa gì hết đó đâu ngoặc đây đây này để ý mấy tứ, để ý tí mấy đứa này, này thứ nhất nè thứ nhất cái thứ để ý là gì chỗ này chỗ này là trừ 1 trừ x tất cả bình thì nó cũng giống như 1 cộng x tất cả bình vậy không khác gì hết à, nhớ nha Tại vì sao có đó là mũ chẵn mới đó, thấy không hôm bữa mình học à, uh, mình học gì ta mình học tránh lẻ đó mình học hàm số tránh lẻ là mình đã biết cái vụ đó rồi mũ chẵn đổi dấu à, trừ 1 trừ x tất cả bình thì nó cũng bằng 1 cộng x tất cả bình vậy được chưa? Đó là một cái nha, ok chưa? Cái này cũng vậy nào mày đó. Đó. Học lý chưa? mẹ trừ hai dấu trừ bỏ đi thành dấu cộng. Đấy. Cái này cũng vậy nè. Hai dấu trừ nè. Hai dấu trừ nè. bỏ đi thành dấu cộng. Được không? À, 6 cộng y tất cả bình. Cái này cũng vậy nè. Hai dấu trừ bỏ đi thành dấu cộng. Ok. Cái này cũng vậy nè, hay quá. Trời ơi. không sướng chưa? Bỏ dấu trừ đi thành dấu cộng. Được không nha Rồi, đi khai trừ hết toàn bộ đi mấy đó. Khai hết. Đấy, toàn bộ ra. Nếu ai nhạy á thì mấy đứa có thể thấy. Cái X bình ở bên đây. Với X bình bên đây, triệt mất rồi. Cái Y bình bên đây, với Y bình bên đây, triệt mất luôn. Trên dưới y chang nhau. Cho nên cái bậc nhất bậc hai á, bậc hai là mất hết rồi. Chỉ còn bậc nhất với hệ số tự do thôi. Ok em nhở Ok em nhỉ? Đấy, cho nên mình sẽ có 9 trừ 6 x một cái x bình mất rồi nha à, nó đó bay khai triển ra bay ghi x bình bên đó lát nữa bay cũng x bình bên kia hai cái triệt nên thôi triệt bố bỏ bố rồi đúng không chứ mà mình để làm chi nữa nhớ đúng không mình lớp 10 rồi rồi có người yêu hết rồi hợp lý chưa à, cộng cho chỗ này bên đây bên đây triệt à, bên đây khai triển ra nè thì đó là chín này trừ trừ u uh, khoan 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 à đúng rồi chín uh, trừ sáu y đúng không chín trừ sáu y cái gì ừ thế nói vậy thôi chứ chúng đứa nào chúng chứ bích Đó, còn không chúng thôi mày chúng mày là con chúng mày cho nên mày nhột hả con từ sáu ơi ôi trời ơi ô leo leo chúng <laughs> à chúng mà bích cho nên nhột hả bích <laughs> rồi 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 ok ok phải lo thằng bà đi tao Nó nói đùa rồi, thôi cũng mà để ý thiệt tình là... đây chỗ này à, chỗ này như đã nói mình sẽ làm dấu cộng nha nha mình làm dấu cộng nha một bình phương đâu rồi một à, một bình phương là một này rồi cộng cho 2 x x bình mất rồi ok nha bên này dấu cộng luôn chỗ này là dấu cộng luôn nha 5 bình là bằng 25 cộng 25 cộng cho 10 y đúng không y bình mất rồi rồi tiếp nha <laughs> Chỗ này là dấu cộng luôn Nếu nhu cộng luôn nhá 1 cộng 2x Đấy Chỗ này Chỗ này là dấu cộng luôn Vậy là 25 cộng cho 10y à, làm, bài, làm bài cẩn thận nha 25 cộng 10y Úi Rồi Bằng bên đây Thằng này khai triển ra thế là 36 trừ 12 36 trừ 12x Thằng này khai triển ra thì nó sẽ được uh, dấu cộng Vậy là 36 cộng cho 12i à, Cộng 36 cộng 12i Đấy khỏe chưa à, Đẩy hết toàn bộ con vệ Để hết toàn bộ qua rút gọn. Đây. Rút gọn x trước nè. Trừ 6x bên đây, 2x này chuyển qua bên trái là trừ 8x. Mấy y. Bên này trừ 6y đây. 10y này chuyển sang bên trái là trừ 10. Trừ 10 với trừ 6 này trừ 16y. Tép. Số đẩy qua bên phải. 9 à. À bay bấm máy cũng được nữa. Còn mấy nó mà bấm Bấm mấy còn được nữa Đâu Một này Một cộng cho 25 Thấy không nhỏ bên phải đấy Rồi 9 này với 9 này chuyển sang bên à, bên phải Thì là trừ 9 Trừ 9 Ok Nhiều 8 Bằng 8 Đấy Dưới đây 2x Trừ 12 này mà đẩy sang bên phải À bên trái chứ Là được 14x 14x Tiếp à, uh, Y đâu Y đâu 10 Y này 12 Y 12 Y này chuyển sang bên trái là được trừ 12 trừ 12 10 trừ 12 trừ 2 trừ 2 Y nhá trừ 2 Y bằng rồi bấm máy cái kia 36 36, 36, 36 là 72 nha rồi một này với 25 thì chuyển sang bên phải trừ 1 trừ 25 làm sao tự làm bài được bây ơi cộng 46 làm sao tự làm bài được bây ơi Đấy. Ừ rồi bấm máy thôi ra x y thôi quá dễ rồi đúng không bấm máy phùa, hệ phương trình á- 8 a 16 8 a14- 2 số463 2 đẹp như là tiên vậy x bằng 3 y bằng 2 xong à không? Khi mà mình đã ra được xy thì đây chính là hoàn độ và tung độ của điểm y. Đấy, thì nó bảo tìm tâm y nè, đúng không? Ok không? Tìm tâm y này, rồi cho Thì mình kết luận thôi, đúng không? À, vậy. ấy là 3 với lại trừ 2 xong bài. Đấy, sẽ bài vô. Ai sửa xong rồi làm cô B. À, à đúng rồi làm cô B. Ừ, tuyệt vời ba trừ hai tuyệt vời rồi cái gì cái gì có anh nào đẹp trai <laughs> Tao khổ bay lo học đi mày ơi trời ơi lo học đi mấy đứa con trai ấy, lo học đi à lo học đi còn mấy đứa con gái thì ừ cũng lo học đi <laughs> thật đó người yêu với chẳng người này người kia thiệt tình ừ. bay chỉ cần đó, mai mốt bay học cho ngon lành vô bay chừng mà mai mốt bay bay làm được việc á mà mà dân chơi người ta gọi là thành đạt đó bay người ta nói thiệt á là mấy đứa con trai á huyết sáo một cái là mấy đứa con gái nó xếp hàng từ ở, từ đây đến chợ uh, chợ gì ta uh, chợ bến thành luôn đây uh, không cần phải đi tìm uh, không cần phải đi tìm tại vì đến lúc đó uh, mọi người đều ngước nhìn mình hết uh, đấy. lo mà lo mà học đây lo mà học đây còn mấy đứa con gái thì uh, bay mấy đứa con gái là uh, bay phải coi bay 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 uh, bay hay lướt face hay là lướt insta hay là coi coi uh, tin tức á đó bay phải nêu gương một số người ở trong showbiz việt á bay biết một trong những người đó là ai không là cô sam bay biết sam chứ nhỉ mấy đứa gái chắc biết sam nhỉ sam á sam á s s a m á s a m á đó. chị sam mẹ ơi chị sam chị sam vừa sinh What cái gì Trời cô Lan Anh cô không biết xem luôn hả? Cô Phương Hằng, ủa má ơi cô Phương Hằng <laughs> Không phải xa, bé xa là dê 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 á No no no, có đó là quần trần, trình uh, quần trần rồi, nó khác rồi, Sam có xem á Ồ không biết Sam á, thiệt không vậy? Thiệt vậy, à bây, bây chỉ chắc bay chỉ hả? Uh, bay bây, bây chỉ à, uh, để ý uh, ba đứa, ví dụ như là Lim Bin hay là Hay là Trong Chi Úc được cái gì gì đúng không? Ủa Sam mà bay không biết hả? Sam mà bay không biết luôn hả? chắc biết chứ nhỉ ừ sam trời ơi sam mày biết chứ nhỉ rồi ôi vừa xinh vừa nổi tiếng vừa giàu ghê chưa ấy không không mà 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 học hành hồi đó học rất tốt nha đừng giỡn nha không đừng giỡn nha rồi thứ hai là gì thứ hai là ai tóc tiên à, chắc bay biết ca sĩ tóc tiên nhỉ y chang luôn nguyên một combo luôn vừa sinh vừa giàu vừa nổi tiếng học cực giỏi tóc tên hồi đó là cấp 3 học trường à, học trường chuyên trường gì ta quên rồi Lê Hồng Phong cấp 3 hồi đó tóc tên học Lê Hồng Phong học giỏi lắm tất nhiên là à, nhà có điều kiện tí <laughs> nhà nhà có hơi làm là nhà rất có điều kiện nhà cực kỳ có điều kiện ấy đúng không? noi gương với người đó mới đứa gái, đấy. Nha. học cho giỏi vô, làm cho sướng vô, là tự nhiên đó là, là, là tự nhiên là người ta tới, nó không chuyện gì tới nó cũng tới, à nó không mấy đứa không cần phải mấy đứa không cần phải 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 để ý ba cái chuyện yêu đương làm gì hết, bay nhớ không? Nào mấy đứa trai mấy đứa gái bay, bay tất cả mọi người, Nha, tất cả mọi người lo học đi, lo học hành cho đã vô cho đã đời vô, ra sức mà học, mấy đứa còn ba năm à? Học lý không? Mấy còn ba năm à? lớp 10, lớp 11, lớp 12, có 3 năm sau là xong xong hết cấp 3 rồi. Đúng không? Rồi thêm 4 năm học đại học nữa. À, nếu như có lết lên được lớp à, có lết lên được đại học. Đấy, không? Là học đây, là học đây. Mai mốt kiếm tiền nó nhiều vô. Mà muốn kiếm tiền nó nhiều vô. Cô B. Cô B nè. Nào, cô B. Tìm điểm E thỏa CA trừ cho 9CB trừ cho 6 lần vector CE bằng vector 0. Ô đâu? ABC đâu? Lôi ABC xuống tí nhá. Trời ơi ABC ở trên đây là úi giời ơi. tìm tình ABC ở trên đây lượng à. Rồi, tìm điểm E thỏa cục này dễ lắm mấy đứa. <laughs> ừ trời ơi buồn ngủ buồn ngủ mệt quá đi ngủ đi có gì đâu à, ai ai có sức này học ai xuất học lớp này chỉ cần một người ngồi đó học thôi là tớ sẽ dạy dạy đến cùng dạy đến hết giờ luôn à, còn ai ai mà vì chích uh, uh, chích vaccine ấy vì chích vaccine mà, uh, mà 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 thấy mệt đó, thì đi thì đi nghỉ đây chẳng sao hết ok không trời ơi tôi bay tôi đơn giản thôi tôi bay bây giờ tôi bay mệt quá tôi bay mắt mở không lên thì tụi bay ngồi chi đúng không đúng không thà là uh, đi nghỉ không việc nào là việc đó đấy còn những cái bài về sau những bài về sau á thì à, à, lên ngày mai ngày mai hay ngày, ngày mốt gì đó khỏe khỏe người á thì lên discord mà coi lại mà làm lại ok tại vì có đề trên đó ra đúng không ok không ok không chẳng sao hết nhá nhá luôn nha rồi còn ai ừ đúng rồi hay lắm nguyên hay lắm nguyên còn còn sức thì cứ làm thôi à, còn sức thì cứ ngồi cứ ngồi mà học thôi chẳng gì hết à, rồi này À, mấy đứa phải đi tìm cần đi tìm vector ca vector cb và vector ce à, cái bài này khá là quan trọng cái bài này khá là quen đúng không khá là quen nào đi tìm những cái vector đó nhá đâu rồi vector ui bậy rồi đó ui hay vậy ta hay đó à, vector ừ thì vector đâu rồi cho xin cái vector nào đây nào vector ca <laughs> bằng lấy a trừ c a trừ c đâu a trừ c vậy là 3 trừ 6 vậy là trừ 3 trừ -3. 3, 3 với 9 đúng không trừ 3 3 với 9 ơi bây bây tự tự làm cho nha trời ơi à, có khi tao làm ẩu tả đấy tao làm sai sai đi điên, điên làm sai sai đó bây ơi cb cb mình sẽ lấy um, lấy b trừ c B trừ C Sau trừ trước nhé Trừ 1 trừ cho 6 là trừ 7 Trừ 5 trừ cho trừ 6 là cộng 1 Trừ 7 Với lại 1 Trừ 7 với 1 Trừ 7 với lại 1 Rồi CE CE bằng Đâu E của mình là X -Y. không? Mình chắc là không cần phải ghi nha lấy e trừ c nghĩa là x trừ 6 và y cộng 6 Đấy, đơn giản vậy thôi rồi bây giờ bắt đầu làm cái trò này thôi có gì đâu Đúng không chép cái trò này xuống mình có đâu nhiều vậy vector ca này trừ cho 9 lần vector cb trừ cho 6 lần vector ce bằng không Điều này nghĩa là phản thôi phản thôi phản nào mình sẽ lấy hoàn bằng với hoàn tung bằng tung mới đó lấy hoàn bằng hoàn tung bằng tung làm nhớ làm hoàn trước nhá lấy hoàn của CA trừ 9 lần hoàn CB trừ 9 lần à xin lỗi trừ 6 lần hoành CE bằng 0 ở bên đây. Được không? Đến đơn giản thôi. À hoành CE 3. Đó, ráp xuống trừ 3 trừ 9 đem nhân với hoành của CB, hoành CB là chữ 7 nè. Chỗ này chữ 7. Đấy. Rồi đem đem trừ trừ cho 6 đem nhân với hoành của CE, CE x 6 nè, đẩy vào x 6 được không mấy đứa? À làm việc trên hoành thôi bằng 0. Được okay. chưa? Ở bên đây bên đây là 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 vectơ 0 là hoành độ tung độ bằng 0 hết nha, vectơ 0 có tọa độ là không không nha. Dưới đây, dưới đây bắt đầu làm việc với tung nè. À đây là tung nha. Lấy tung của CA trừ 9 lần tung CB trừ 6 lần tung CE bằng 0. Ok nha. À Quốc thôi, 9 này. Trừ -9 này. CB là nhân với 1 nhân với 1 thì nhân chi trời khỏi nhân à, trừ 6 trừ 6 lần con CE CE là y cộng 6 được không bây ơi đấy hoàn bằng hoàn tung bằng tung đơn giản vậy thôi rồi giải giải là sao nào giải tí giải tí đâu nào nhân hết vô này trừ 6x nè hợp lý không trừ 6x rồi nhân vô rồi cộng hết lại nhá à, nhân vô cộng hết lại luôn cho nó khỏe đâu trừ 3 cái này là trừ 9 nhân, nhân, trừ 7 là cộng 63 đúng không chứ 63 thằng này trừ 6 mà nhân về đây là cộng 36 này Đấy, bằng 96 cộng 96 bằng 0 một cái tép dưới đây nhân vô trừ 6y à à, 9 9 mất bố rồi Trừ 6 nhân vào đây trừ 36 Úi trời ơi sướng thế Bằng 0 Xong Để bếp y thôi Nào x bằng 96 chuyển sang Chia trừ 6 Trừ 96 Chia trừ 6 Bằng 16 16 này y bằng trừ 36 chuyển sang chia cho trừ 6 là trừ 6 luôn hợp lý chưa xong rồi không để bảo tìm e tìm e nghĩa là sao tìm e nghĩa là tìm tọa độ điểm e tọa độ điểm e nè hoàn độ nè tung độ nè kết luận vô điểm e tọa độ 16 trừ 6 Ok không các cậu Rồi Được chưa Qua nha Cô xe nha Cô xe nào Cô xe nào Ráng lên bây ơi Ráng lên Mình còn phải ngồi với nhau khoảng Một tháng hai tháng nữa Ráng lên Mai mốt mình sẽ Bây giờ chịu khó Mai mốt chịu khổ Nha mày muốn chịu khổ C Tìm M thuộc đường thẳng X Bằng 1 em M M lớn mày ơi Trời ơi đánh máy kiểu gì vậy Em mà nhỏ thế nào Em mà lớn Tìm điểm M Có nghĩa là tìm tọa độ điểm M Ok không à, Sao cho M A nhân vector M C cộng vector M nhân vectơ MD D Bằng 2 14 Dễ hẹt Dễ nhân bánh vậy bay Bay chỉ cần tìm bốn cái vector này Xong rồi sao nữa? xong đơn giản thôi mình lấy tích vô hướng của hàng này cộng với tích vô hướng của hàng này cho bằng 24 đơn giản vậy thôi mấy thấy không tọa độ đơn giản vậy đó tọa độ nó cho gì thì mình làm đó thế thôi Đấy không đề cần gì mình cho đề đó thôi nhưng mà mình cần làm này trước mày đó đây cái này là cái thứ rất là quen thuộc nè cái này là cái thứ mà người ta bốc lên từ hồi lớp chín nè một điểm thuộc một đường thì cái tọa độ của điểm đó sẽ thỏa cái đường thẳng đó. Đường thẳng đó là x bằng 1. Nghĩa là sao? Nghĩa đơn giản thôi. Hoàn độ của điểm M bằng 1. Hay nói khác đi. Khi M thuộc đường thẳng à, đường thẳng x bằng 1 thầy suy ra tọa độ M sẽ là hoàn độ là 1 nè tung độ chưa biết thì ghi y y được rồi không cần y m đâu tìm có một con này. à hoàn độ là một nha tại vì nó ghi x bằng một mà đúng không tung độ là y tại vì chưa biết đấy bây giờ bắt đầu lấy cái này lấy cục này nè đi đẩy vào đây ra đi tìm thằng này này bắt giờ chú nghĩa mới vào á thằng kia con chắc đi lễ đi tìm thằng này thằng này thằng này rồi à thì rồi đây nào Đâu vector ấy này hay quá mà. Vector mà A vector MA thì mình sẽ lấy điểm A mình trừ điểm M sau trừ trước các bạn nha sau trừ trước vậy là điểm A là ba ba cái này hơi nhỏ nha phóng lên tự kiếm gì đi. ấy điểm A ba ba mà trừ cho một y này nghĩa là mình sẽ có cái vector A sẽ là hai với lại ba trừ y Mày hả bởi một cái Rồi cho tép Mc Tìm hết Tìm 4 vector luôn Mc Bằng um, C đâu C kìa C là 6 trừ 6 Đem trừ cho con M Nghĩa là 6 trừ 1 là còn 5 này Rồi trừ 6 Trừ y Thấy không Ok chưa tiếp vector mb md Tìm hết Mb bằng <laughs> Lấy B trừ M Sau trừ trước Trừ à, 1 mà trừ cho 1 Nó là trừ 2 này Rồi trừ 5 mà trừ cho Y chữ 5 trừ Y Đấy <laughs> Phí thật. Đây là tiếp tục Vector MD Bằng lấy D trừ Ủa D đâu Ờ ừ, bố cụ nó D đâu ta Khỉ gió để đâu ta để đâu ta từ từ bay ơi bây giờ tao xíu như bay ơi con đê con nào trời à tao nhớ rồi tao nhớ rồi con đê là cái con của cái câu hồi hồi trước ui rồi ơi bây giờ mà lật lại câu hồi trước à, cho đại con đê đi đê 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 con đê cho đại con đê đi bây giờ mà lật lại câu hồi trước thì hơi bị mất công D tọa độ sẽ là um, 57. Nha. D tọa độ 57 nha. Rồi. Mở MD nghĩa cái là lấy D trừ M là 4 7 trừ y. Được không nhỉ? Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu làm tích vô hướng rồi mới thấy không? Tích vô hướng của hai vector là cái gì? Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Ok chưa? Nào, từ đây phán Ví dụ đây là số đây là số 1 đây. Đấy, tao bắt đầu lời rồi. 1 suy ra. Nào, đi thế nhá. Nào. Vector MA nhân với vector MC. Đâu, vector MA đâu? Đây, hai thằng này, Với này. Hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tung, 2 nhân 5. 10 cộng cho tung nhân tung, nghĩa là 3 y nhân với trừ 6 trừ y ok cộng cho mb nhân md mb nhân md hoàn nhân hoàn cộng tung nhân tùng. nghĩa là trừ 8 ở đây đúng không hoàn nè trừ 2 nè 4 nè trừ 8 phải không lấy hai này nhân nhau nghĩa là trừ y trừ y nhân với lại trừ 5 trừ y thấy không bằng 24 tính dạng thôi xong dạy ra xong thấy dễ chưa Giải là cực dễ nhân hết toàn bộ vô là xong. Đúng không, trời ơi, bài giải này bay đừng nó bay không làm được, đúng không? Làm sao làm được? Dễ à? Nhân hết toàn bộ vô là xong nó có gì đâu. 10 Cộng cho bao nhiêu nhỉ? đâu sao cộng được? 3 6 nhanh vô thôi, -18 này. -3a cộng cho 6 i cộng cho y bình bên đây trừ 8 nhân trừ y vô cộng cho 5y cộng y bình trừ 24 bằng 0 xong rút gọn lại xong bấm máy là ngon lành luôn à, 2y bình này à, damn it. à, mấy y ta trừ 3y trừ 3y với là 6y là còn 3y 3y với lại 5y là 8y 8 tất cả cộng 8 mi Úi giời ơi làm đã rồi xong mà không ra đáp án này chắc khổ nha à, 10 trừ 8 là còn à, trừ 10 trừ 18 là trừ 8 trừ 8 với trừ 8 bên đây nữa là được bao nhiêu ta trừ uh, trừ 16 trừ 16 với lại trừ 24 là trừ 40 hợp lý chưa trừ 40 ra rồi là chắc bằng không À, bấm máy ra y rồi. Trời ơi có hai con y. Có hai con, có hai con. Đâu rồi máy đâu? 2 này, 8 này, -40 này bằng bập -2 hai cộng 2 căn 6, -2 trừ 2 căn 6 xấu quá. Lấy luôn chứ sợ cái gì? Đi chơi mà. y bằng cộng trừ. Nào nào, à -2, trừ -2. Hai, trừ hai, cộng trừ 2 căn 6. Ok. Thấy không? Từ đó phán điểm M đúng không? Mấy đứa ra y rồi. Mấy đứa ra y y là tung độ điểm M nè, đề nó hỏi tìm tọa độ M thì có y rồi, có tọa độ điểm M rồi phán thôi, có hai điểm M nhá. Vậy điểm M1 đi. Nó có hai điểm M mà. Sẽ là 1 với lại trừ 2 trừ 2 căn 6. Đây là điểm M1 ok điểm M2 hoặc wow. điểm M2 sẽ là mấy ta? 1 trừ 2 cộng 2 căn 6. Xong. Tuyệt vời chưa? Hãy <laughs> đơn giản vậy đó. Đúng không? Đề nó nói tích vô hướng thì đi tìm những cái vectơ để nói rồi nhân vô hướng với nhau thôi. Nhân vô hướng là sao? Hoàn nhân hoàn, cộng tung nhân tung là tích vô hướng á. Rồi một điểm M thuộc đường thẳng thì cái tọa độ điểm M sẽ thỏa đường thẳng đó, Nào, thuộc đường thẳng x bằng một nghĩa là hoàn độ của điểm M bằng một đơn giản vậy thôi. Để cho nhà một phút nữa nha, một phút nữa nha rồi là qua câu khác nha. Ui ráng tự làm bài cho bay ơi Nha ráng tự làm bài cho bay ơi Cho nó ngon làm Bài 4 Câu A khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số Hàm số P Hàm số P là hàm số parabol Hàm số bậc 2 ấy rất dễ Này Đây. Đây Khảo sát sự biến thiên là gồm có những thứ gì Thứ nhất Tập xác định ấy. Ấy, tập xác định thì quá dễ rồi. Mù cũng phải thấy mà mà tập xác định của thằng này là R. Đúng không? Không mẫu. Không canh thì tập xác định là D bằng R. Đúng không? Đéo cũng phải nghe rè rè ấy nhờ, đúng không? D bằng R. Nào chưa? Một cái. Thứ hai. Sau khi làm tập xác định rồi, mình sẽ à, đi tìm tọa độ đỉnh và trục đối xứng của parabol. Được chưa? Đỉnh A. Y. Đỉnh Y. Đấy, đỉnh Y tọa độ là cái gì? Công thức hoàn độ là trừ -b chia 2a, đúng không? Trừ -b chia 2a, trừ, trừ -b nghĩa là cái dấu trừ nó mất rồi, còn số 4 thôi. Lấy số 4 này mà chia cho 2a nghĩa là chia 4 á. Học lý chưa? Là bằng 1. Nhớ mày ơi, trừ -b chia 2a nhớ chưa? Học không bấm máy cũng được. À là 4 chia cho 2 x 2 là bằng 1 ở đây rồi sau đó mình sẽ đi thế cái số 1 này ở trên đây để tìm cái tung độ y nhớ chưa à, thế 1 lên trên đây được bao nhiêu ta 2 này 2 chữ 4 chữ 6 2 chữ 4 là bằng chữ 2 chữ -2, 2 với chữ 6 chữ 8 ok không tung độ là chữ 8 khỏe chưa đây là định y 1 chữ 8 trục đối xứng à tìm tọa độ đỉnh và trục đối xứng và trục đối xứng trục đối, đối xứng x bằng bằng một luôn trục đối xứng với lại hoàn độ của đỉnh là như nhau là giống nhau được không bay được chưa? rồi sau khi tìm đỉnh y vô với lại trục đối xứng rồi Tìm đi vẽ bảng biến thiên bảng biến thiên gồm hai dòng Đấy, vẽ bảng thêm đây nha bản thêm gồm hai dòng. Dòng đầu là x. Dòng thứ hai là y. X này à. Y nè à. Đấy. X chạy từ trừ vô cùng. Cho đến cộng à cộng vô cùng. Rồi. À xếp cái đỉnh vô, đỉnh là 1 8 nè, xếp 1 vô x bằng 1 đấy. Lên đây. Ok. Tại vì cái con hệ số của parabol hệ số bậc 2 mấy đứa nó dương. À hệ số bậc 2 a nè, hệ số a là dương. Cho nên parabol nó sẽ có cái kiểu là à đi xuống rồi đi lên. Nó à, nghĩa là bên phải cái vế bên phải nè, nó đi lên nào ai dương với bên phải sẽ đi lên như vậy cho đi xuống đấy ok cho nhỏ rồi xếp vô đây chỗ này chính là à, tung độ của định đúng không nè x bằng một y bằng chữ tám nè xếp chữ tám đây rồi chỗ này ở trên nè thì mấy đứa có thể ghi cộng vô cùng lên đây ở trên thì cộng vô cùng và dưới là trừ vô cùng đơn giản thôi ở chỗ này sẽ là cộng vô cùng này đấy đây là bạn biến thiên, đó là bạn biến thiên, dễ dạ lắm dễ à, rồi bạn giá trị muốn vẽ nè, à, có nghĩa là khảo sát biến thiên là mình chỉ có bằng ngày thứ rồi, tập xác định, định rồi vẽ bạn biến thiên ra hết rồi, được không? À. còn muốn vẽ đồ thị P thì mình cần một cái bạn là bạn giá trị Đấy, cái okay, bảng giá trị vô bảng giá trị gồm có hai dòng tương tự một dòng x dòng y rồi lấy 5 điểm à, lấy 5 điểm nha điểm đầu tiên à, xin lỗi điểm ở giữa chứ điểm chính giữa chính là tọa độ định 1 trừ 8 được không nhỉ không à, rồi đếm sang đây hai điểm đếm sang đây hai điểm một rồi tới hai rồi tới ba mà chưa đếm sang đây một là gì nhỏ hơn một là không còn đây trừ một đúng không rồi bắt đầu đi tính y tính y mình ca cho nó dễ mà đó ca bằng máy tính á đây. Bấm cái hàm số vô. 2x bình trừ 4x trừ 6. 2x bình trừ 4x trừ 6. Ok. Rồi can. Đây. Đấy. Chỉ có bấm hết đó nha. Không phải không chỉ đâu nha. Bấm nút can nè. Nó hỏi x bằng bao nhiêu. Thì thế vô. Trừ 1 nè. X bằng trừ 1 nè. Bấm trừ 1 vô. Rồi bấm vô bằng. Là ra 0 rồi đây một cái y bằng 0 không các bạn y bằng không á tiếp tục thế x bằng không lại bấm can lần nữa nó hỏi x bằng nhiêu thế vô không bấm bằng trừ sáu tiếp tục hai ba cũng vậy thôi trừ sáu này bằng không xong ok được yeah. chưa rồi xong rồi vẽ vẽ cái cái parabol là xong vẽ parabol mình sẽ vẽ bằng thước parabol đàng hoàng nha bây ơi nha nào một phút ngồi vẽ một phút ngồi vẽ nha ủa sao minh 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 vẫn còn chứ nhà minh nhỉ minh vẫn còn ngồi học chứ minh nhỉ ngồi học là hay rồi rồi này cô bé nha bây nha, cho nên học ráng ráng học bài đây. À, ráng lên bài, ráng lên bài. À, mấy của yêu này không có gì làm khó mình được hết đó. Rồi cô B nè. Cô B nè, cô B nè, cô B nè. làm cô B làm vào cho nó dễ mà rồi Đây đây là chị bay làm nè. Mình sẽ dựa vào cái đồ thị hàm số à dựa vào bảng biến thiên chứ. Dựa vào bảng biến thiên của à, cái hàm số P à, cái hàm số parabol này để mình làm cô B này nhá. Cô B nó cần tìm các giá trị của x sao cho y nhỏ hơn không ai Này bây ơi nghe nhá nghe nhá cái này hơi dễ điên nha ai này nhìn vào bảng giá trị là mình sẽ để ý mình để ý là mình sẽ thấy mình có khi mà y bằng không á thì x nó sẽ bằng trừ một hoặc là x bằng 3 đồng ý không <laughs> học lý giờ nè y bằng không x bằng 1, y bằng không x bằng ba rồi ra à ủa 1 với ba nằm đâu ở trên này à bây giờ mình xếp lên nhá xếp lên nào trừ một nằm đấy nè học lý chưa? ủa ba nằm đấy nè nhá à, không chưa? và cái con không này nè y nhọn không thì nghĩa là sao không này chính là con ox mới được À, không này chính là con OS con OS nó chạy ngang qua con OS nó chạy ngang qua nó cắt đồ thị hàm số tại hai điểm Đấy. Ô, trời ơi nó hơi cao rồi Nó xuống dưới tí đi ok chưa Đấy. nó cắt đồ thị hàm số tại hai điểm điểm thứ nhất là trừ một ngay đây cắt đây phát đây nè điểm thứ hai là ba ngay đây Đấy, nó cắt ở hai điểm nha. Được chưa bây giờ? Đấy, hai điểm đây. Bạn thấy không? Vậy. Vậy là mấy đứa thấy không? Y nhỏ hơn không khi nào? Y nhỏ hơn 0 là cái phần đồ thị hàm số nó nằm dưới Ox. Được không bay? Y nhỏ hơn 0 là cái phần đồ thị nằm dưới Ox nè. Phần đồ thị nằm dưới Ox là phần này nè bay. Đây phần này đây. Thấy không? Phần này nằm dưới Ox nè. Đấy, nó làm chưa? Ủa, phần này nằm dưới OX ứng với thằng nào ứng với bây giờ mình chiếu ngược lên chiếu ngược lên trên OX này chiếu ngược lên thì rõ ràng X đó X nó chạy từ trừ 1 cho đến 3 đường bay à, rõ ràng X chạy từ trừ 1 cho đến 3 Đấy, cái khoảng này nè cái khoảng này nè Đúng không cái khoảng này là cái khoảng mà đồ thị y à con y nó nằm ở dưới Ox nghĩa là nhỏ hơn không ạ à, vậy thì mình có thể phán luôn à đi phán luôn à, dựa vào bảng biến thiên dựa vào bảng biến thiên ta có y nhỏ hơn không suy ra Ủa gì vậy suy ra x kẹp giữa từ trừ 1 đến 3. Xong. Hai dòng đủ rồi. À nhớ. Bài này nhớ vẽ bạn mới thêm vô. À có nghĩa là mình quay lên trên đây nè mày đó, quay lên câu A nè, không à, vẽ cái này vô, vẽ cái này vô. Xong rồi ghi chỗ này ra là uh, y bằng 0 nè. Thì này y bằng 0 nghĩa là con OX á. Con OX của mày đưa đó. Đấy. À, nắm được mày đó. Còn tất nhiên khi nào y lớn hơn x. Y lớn hơn x là cái khúc này nè thấy không nhở y lớn x khúc này nè, nè, đúng không cái phần này nè, cái phần này là phần parabol nó nằm trên ox thì nó lớn hơn x à, lớn hơn không gì nữa đúng không và x nó sẽ nhỏ hơn trừ một à còn bên đây phần đó bên đây nữa, đúng không cái phần này là phần parabol nó nằm ở trên ox à nghĩa là y lớn hơn không x nó lớn ba ok chưa? phán luôn dựa vào bài mến thiền mình phán luôn được cho nhở, ok cho mày đó Rồi ok Có lẽ mình sẽ ngừng đây nhá à, Vài phút đồng hồ không tại nó có xe đâu Có xe nó còn nhiều chuyện lắm Rồi Có lẽ mình sẽ ngừng đây nhá à, Lần sau mình sẽ học tiếp cho mọi đứa nha à, Tối nay lo mà ôm tay mà ngủ đi Ok chưa ok chưa Sao sao, sao? cái gì Ủa muốn học tiếp luôn hả Thanh Ôi Bay ao hết bây ơi để Thanh nó học chung một mình tao bây ơi Sao rồi Thanh muốn học tiếp hả Thanh Ôi không không Khâm Y Khâm Có đứa nào ở lại học chung với anh Thanh không <laughs> Ok 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 Rồi 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 à, Nghỉ nha mấy đứa ha Lần sau mình sẽ ôn tiếp nha Rồi chào tạm biệt tất cả mấy đứa